Đan Hoàng Chiến Đế tập thứ 429 Sau khi gặp mặt thì phải ở chung như thế nào? Cường thường thì xử lý kiểu vô hối như thế nào? Vấn đề ở đây đã nhiều lắm rồi. Khương Nghị nhìn chúng nữ thay đổi biểu tình nhỏ xíu trong lòng rất là bất đắc dĩ. Các nàng đều quá thông minh, nữ hài thông minh tự nhiên sẽ nghĩ nhiều. Nếu nghĩ nhiều thì sẽ lo lắng càng nhiều. Lo lắng càng nhiều thì phiền phức tự nhiên sẽ càng nhiều thêm. Kỳ thật Khương Nghị cũng đều đã hiểu, mấu chốt trong này vẫn là các nàng từ đầu đến cuối đều không làm tốt chuẩn bị tiếp xúc cùng loại nữ hoàng tôn quý, cùng với tình địch kiếp trước như thiên nghi nữ hoàng kia. Một nữ tử có thể làm cho Khương Nghị kiếp trước thần hồn điên đảo, thậm chí suốt nữa bức lui thiên hậu. Bất kỳ nữ tử nào cũng đều sẽ cảnh giác, huống chỉ là các nàng. Các nàng bình thường trung đụng đã rất vì diệu miễn cưỡng có thể giữ vững chung sống hòa bình. Nếu như sự cân bằng này bị cưỡng ép đánh vỡ, các nàng sẽ phải xử lý như thế nào? Các nàng sẽ gặp phải cái gì đây? Bây giờ không chỉ có muốn tới còn muốn mang theo hai tử tới nữa đây. Lại còn là hoang trưởng tử, còn lừng tựa đế tộc lại còn là đế mạch. Cái này khiến các nàng trên tình cảm cùng tâm lý đều hứng chịu tới sự khiêu chiến. Hương nghị lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hướng ván tình. Hướng ván tình giữ im lặng, trước đó luân phiến tỏ thái độ đã hơi có vẻ vượt qua. Nếu như luôn như vậy chỉ sợ cũng lộ ra không biết điều huống chỉ thiên hậu vẫn một mực trầm mặt trong lúc vô hình mang đến cho nàng áp lực không nhỏ lấy sự rộng lượng cùng lòng dạ của thiền hậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Thiền hậu mâu thuẫn đối với chuyện này đến cỡ nào khương nghị lại nhìn tịch nhàn ngồi ở bên cạnh góc tịch nhàn chú ý tới ánh mắt khương nghị cũng rất quả quyết trực tiếp lắc đầu thật ra là nàng không để ý chuyện này nhất nhưng nàng không thích nhúng tay cái gọi là hậu cung xung đột càng không muốn đắc tội với ai bây giờ khương nghị muốn mang hai tử cùng thiền nghi đến dính dáng cũng không chỉ là thiên hậu còn có kiều hình Nàng cũng sẽ không một hơi đắc tội cả hai Trong lòng Khương Nghị đáng chát Chỉ có thể kiên trì giải thích nói Ta vì hành vi kiếp trước của ta Xin lỗi các nàng Ta sẽ không giải thích cái gì Chỉ có thể cam đoan sau này sẽ tận hết khả năng đền bù Nhưng đứa nhỏ này trung quy vẫn tồn tại Ta nhất định là phải đối mặt Mà chúng ta bây giờ thực sự rất cần cường giải như vậy Ta có thể bảo chứng trong vòng 3 năm ta hoàn toàn hư hóa Nhưng những người khác thì sao Từ sơ khuy bán đế đến hoàn toàn bán đế cần tài nguyên cực lớn cũng cần thời gian lắng động, càng là đến hậu kỳ trưởng thành càng khó. Đối với việc trong vòng 3 năm sĩ thiên giới, tái hiện vị bán đế thứ hai ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Đến lúc đó các đế quân bị kích thích, thế thất toàn lực đột kích, ta sức một mình gánh không được bọn hắn. Cho dù tình linh đế quân nhúng tay cũng chỉ là chia sẻ áp lực, nhưng nếu mà có được hắn cục diện sẽ hoàn toàn khác nhau. Lần này Khương Nghị không tiếp tục dừng lại tiếp tục nói Đừng quên chúng ta còn một man hoang đế tổ. Chúng ta có thể lợi dụng thời điểm toàn bộ các đế quân đang lâm thiên khai khẩn cấp. Lên trời tại thương huyền. Cũng có thể thành công trước khi bọn hắn đuổi tới. Nhưng đừng quên thương huyền còn có một man hoang đế tổ. Chờ ta dẫn động thiên kiếp, hắn bị kinh động lại đuổi tới. Chỉ cần hai ba ngày mà thôi. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Một phèn nghiêm túc nói cho hết lời không khí trong phòng vẫn rất vì diệu. Cầu hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Dạ an nhiên đông hoàng như ảnh đều buông thẳng tầm mắt Giữ im lặng ngồi đấy Các nàng trung quy vẫn là nữ tử Giờ phút này Cái cần không phải đúng sai cũng không phải lợi và hại được mất Mặc dù Khương Nghị nói rất nhiều Nhưng kỳ thật các nàng cũng không có nghe vào bao nhiêu Giờ phút này trong đầu càng nhiều hơn Chính là tình cảnh thiền nghị nữ hoàng Mang theo hai tử bán đế của nàng tới Khương Nghị thở dài trong lòng Mở ra trận hội nghị gia đình này thật là mệt mỏi rất khó tưởng tượng đời trước của hắn vậy mà tam cung lục viện cơ bản còn đều có thể ứng phó. Không khí ngột ngạt cực kỳ lâu khi Khương Nghị đều muốn từ bỏ, chuẩn bị cho các nàng chút thời gian. Hôm nào bàn lại thiền hậu đã có chút nhắm mắt nói. Khi nào bọn họ lại đến? Cái âm thanh đột nhiên trả hỏi này đối với Khương Nghị mà nói như là thành âm tuyệt vời nhất thế gian. Cơ hồ là theo bản năng đứng lên vội vàng nói. Hai năm sau, chờ ta triệt để hư hóa cũng chờ hắn mau chóng trưởng thành thiên hậu cụp tầm mắt xuống cảm xúc cuồn cuộn nhưng cuối cùng vẫn đè xuống nàng yên lặng đứng dậy rời, rời khỏi phòng khương nghị đứng dậy muốn đuổi theo nhưng nhìn những nữ tử khác trong phòng lại không biết có nên đi ra hay không mặc dù hôm nay thiên hậu là mấu chốt chủ đề nhưng nếu như không quan tâm đuổi theo dạ an nhiên các nàng sẽ nghĩ như thế nào trong lòng người thật chỉ có thiên hậu sao chúng ta không cần an ủi ư hưởng văn tỉnh giường mắt nhìn khương nghị cục xúc bất an rút cục lại do dự một chút ngầm cười khổ biết mình không thể nào lại tiếp tục ra mặt hơi tỏ thái độ dẫn dắt hẳn người khác cũng tỏ thái độ cho khương nghị một lối thoát để hắn ra ngoài đuổi theo thiên hậu nhưng biểu đạt xảo diệu như thế nào đây hướng vãn tình đều cảm giác nhức đầu thay khương nghị mệt mỏi lúc này đông hoàng như ảnh lại nhẹ giọng một câu mau đi thiên hậu không phải người sắt cũng có nơi mềm mại không nên thấy nàng ta kiên cường thì nhìn thành nàng chính là như vậy là chuyện đương nhiên nếu không có bị bất đắc dĩ nữ hài nào nguyện ý không thể phá vỡ Cương Nghị cảm động nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh Nhưng Đông Hoàng Như Ảnh lại buông thóc thầm mắt Không nhìn tới hắn Bầu không khí thoáng trở nên an tĩnh Nhưng không có tiếp tục quá lâu Dạ an nhiên không có để Khương Nghị khó coi khó làm lắc đầu cũng nói Ta không biết kiếp trước các người đã xảy ra chuyện gì Nhưng nên giải quyết cuối cùng là phải giải quyết Liên tục có hai nữ hai tỏ thái độ kiều hình cũng đáp Hy vọng trước khi bọn họ tới đây Chàng có thể thật sự làm ra chuẩn bị sẵn sàng tịch nhàn lắc lắc ngón tay ra hiệu hắn đuổi theo đi Ta không sao Hưởng văn tỉnh thở phào bớ môi nhẹ khẽ nhúc nhích nhanh đi Chờ ta trở về Khương nghị đuổi theo ra gian phòng Đuổi kịp thiền hậu khống chế lại năng lượng thân thể hư vô Dịu dàng bắt lấy tay thiền hậu Thiền hậu không có dãy ruộng Mặc cho khương nghị nắm lấy Yên lặng đi trong cánh rừng tươi mát Kiếp trước có rất nhiều hoang đường Là ta xin lỗi nàng nhưng ta có thể đảm bảo bất luận là kiếp trước hay kiếp này trong lòng ta nàng vĩnh viễn là người tốt nhất, cũng là thật sự nhất. Cường nghị thâm tình khẽ nói biểu đạt tình cảm sâu nhất trong lòng. Có lẽ kiếp trước không có dỗ ngon dỗ ngọt như thế, lại là thuyết mình chân thành nhất. Thiên hậu không nói gì chỉ là đi lên phía trước. Bất luận là kiếp trước hay là đương thời, kỳ thật nàng cũng không yêu cầu gì nhiều, một ít chuyện cũng không thèm quan tâm. Những trận nguy cơ tình cảm kiếp trước kia lại là đầu nhức không lau đi được trong nội tâm của nàng, cũng là nơi nàng không cách nào tha thứ cho Khương Nghị. Vốn là hai người truyền thế trùng sinh, vết thường kiếp trước xem như qua đi, vết rách cũng có thể khép lại, mà biểu hiện kiếp này của Khương Nghị cũng làm cho nàng đầy lòng chờ mong. Cho nên khi Thiền Nghị Nữ Hoàng xuất hiện lại, nàng biểu hiện ra cảm xúc bất mãn mãnh liệt, chính là để Khương Nghị biết. Nàng còn nhớ rõ chuyện năm đó, nàng còn canh cánh trong lòng, nàng không muốn để cho đau đớn năm đó ảnh hưởng đến tình cảm thuần túy kiếp này của bọn hắn nhưng đột nhiên xuất hiện hai từ này không chỉ có cưỡng bức xé mở vết sẹo kiếp trước còn hung hăng lắc rắc một nắm muối cái này không chỉ có để nàng bị ép ôn lại đau đớn năm đó cũng làm cho tình cảm của nàng và khương nghị kiếp này đã bị ảnh hưởng nàng rất yêu khương nghị rất rất yêu kiếp trước yêu thâm trầm kiếp này yêu thuần túy nhưng nàng cũng là một nữ hài nhân cũng cần đáp lại nàng rõ ràng yêu cầu không nhiều kiếp trước hay kiếp này đều dung túng hắn tình cảm cùng người khác nhưng vì sao ông trời vẫn phải nhiều lần làm tổn thương năng thiên hậu đi tới ánh mắt bồng lùng khóe mắt thấm ra giọt nước mắt óng ánh trong lòng khờ nghị run lên giữ chặt thiên hậu dịu dàng ôm vào trong ngực thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng xin lỗi trầm thấp ta thật xin lỗi thiên hậu dựa sát vào trong ngực khờ nghị cứ việc ủy khuất đắng chát nhưng vẫn duy trì nhất quán tỉnh táo cùng tha thứ chính ta sẽ điều tết chàng truyền tâm tu luyện đi cứ Nghị càng ôm chặt hơn đối với thiên hậu hắn thật sự thua thiệt rất 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 nhiều. Kiếp trước bởi vì quá trương dương và tùy tính, rất nhiều chuyện làm quá. Trùng sinh lại, lấy thần phận người đứng xem những kinh nghiệm kia, mới biết được mình nhiều hỗn đàn và hoang đường trên chuyện tình cảm đến bao nhiêu. Cho nên hắn rất hy vọng kiếp này có thể đền bù cho nàng. Nhưng dày đặc chiến tranh, tạp nhạp nguy cơ để hắn thực sự, ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế trước làm nghiệt càng cần kiếp này đến hoàn lại hơn, đến mức hắn đều có chút phần thần thiếu phương pháp mỏi mệt không chịu nổi cường nghị ôm lấy thiền hậu dịu dàng khẽ nói sai lầm kiếp trước ta sẽ cố gắng đền bù kiếp này ta sẽ không lại để cho nàng lưu lại một giọt nước mắt tin tưởng ta cho ta một cơ hội ta sẽ dùng quãng đời còn lại của ta để chứng minh ngày thứ ba khước nghị tìm được dạ an nhiên cẩn thận từng ly từng tí chấn an mặc dù trong lòng dạ an nhiên rất không thoải mái nhưng không phải không biết chuyện nữ nhân chính như lời nàng nói trước đó cuối cùng là phải giải quyết. Nguyện vọng duy nhất của nàng là muốn một hài tử, vì tình cảm của nàng cùng Khương Nghị có thể có một cái chứng kiến vì có thể thực hiện nguyện vọng ân sư. Hai ngày sau, Khương Nghị tìm được Đông Hoàng Như Ảnh cũng là cẩn thận từng ly từng lý trấn an. Kỳ thật Đông Hoàng Như Ảnh có chút mê man. Mê man ở chỗ nàng vậy mà lại để ý chuyện này như vậy. Mê man ở chỗ tình cảm của nàng đối với Khương Nghị lại vì diệu như vậy. Lại qua hai ngày Khương Nghị lại tìm đến Kiều Hinh Kiều Hinh có thể sống lại một lần Đã không phải rất để ý Khương Nghị có nhiều hay ít nữ nhân Chỉ cần có thể một mực bồi bạn là đã tốt lắm rồi Lo lắng duy nhất chính là Khương thường sẽ ảnh hưởng đến Kiều Vô Hối Cũng may nàng đã sớm tìm Kiều Vô Hối Kiều Vô Hối biểu đạt rất trực tiếp Đời này đến tận đây ta đã là Vô Hối Sau đó chính là Tịch Nhan Tịch Nhan còn như có điệu thấp quái gờ cũng độc lập giống như năm đó Nàng cố gắng tu luyện trưởng thành Nàng cũng thỏa mãn tình trạng bây giờ Cửa nghị phát hiện chỉ có bên cạnh nàng Mới có thể thật nhẹ nhõm tùy ý Cũng hoàng hốt có thể cảm nhận được Phần thuần túy thời kỳ thỏa thiếu niên kia Cuối cùng là hướng vãn tình Cửa nghị là thật yêu chết Cái nữ tử thông minh cùng hiểu chuyện này Hướng vãn tình cũng không có oán trách Không có chỉ trích Giữa lúc cười nói còn vì hắn phân tích Một ít lo lắng xử lý sự kiện khương thương liên tiếp nửa tháng khương nghị quanh đi quần lại cuối cùng là chấn an cảm xúc chúng nữ cũng miễn cưỡng tránh khỏi một trận nguy cơ hậu cung ai khương nghị một mình đứng tại đỉnh núi ngửa mặt lên trời thở dài quá mệt mỏi thực sự quá mệt mỏi nữ nhân thật đúng là không thể chiều chọc quá nhiều hắn là thật không ứng phó nổi mặc dù thời điểm thoải mái xác thực rất thoải mái nhưng lúc mệt mỏi cũng là vô cùng mệt mỏi cứ như vậy đi không thể nhiều hơn ngày mùng ba tháng năm dưới sự chứng kiến của khương nghị cùng đan hoàng lý dần đã bắt đầu thử dùng hợp đế tử nhưng như những gì khương nghị lo lắng từ lúc bắt đầu dùng hợp đã không thuận lợi mặc dù đế tử chết rồi nhưng chiến khu đặc biệt còn giống như là có ý thức tự chủ mãnh liệt chống cự lại lý dần dùng hợp ngay cả thân thể lý dần đều giống như kháng cự dùng hợp như thế này ta tiếp tục thử lý dần cắn răng muốn tiếp tục đối với người khác mà nói giá trị của chiến khu đế tử khả năng chính là luyện mấy viên thần dương huyết cùng thần tốt linh tủy nhưng đối với hắn mà nói hiệu quả dung hợp chính là mười mấy viên thần Dường huyết cũng đều không thể bù đắp nổi Dừng lại đi Đan hoàng ngăn lý dần Không phải chúng ta có rất nhiều phương án sao Dần dần thử đi khẳng định có thể có được Đừng thử không phải nguyên nhân của ngươi Làm sao không phải ta ta khẳng định còn chưa đủ Lý dần còn muốn kiên trì Bị Khương nghị đưa tay chặn lại để hắn nghe đan hoàng nói Từ mấy lần nếm thử này của người Để ta xem Vấn đề không phải xuất hiện ở cố gắng của ngươi mà là nguyên nhân bản chất nhất phần thân không thể nào thôn vệ chủ thể đan hoàng lắc đầu vấn đề này từ lúc bắt đầu đã tồn tại cũng đều là biết đến nhưng cần nhắc đến việc lý dân đạt được thần cách tương đối muốn độc lập có lẽ còn có thể nếm thử kết quả là bọn hắn đã quá lạc quan ta là ta ta không phải phân thân lý Dần nắm chặt nắm đấm của mình trên tinh thần Người có thể kiên trì như vậy nhưng từ bên trên cấu tạo thân thể người trung quy vẫn là từ đế tử chia ra mà đan hoàng nhìn hai mươi tám linh văn trước người sau người đế tử hơi nhíu lông mày lên dài đến hai mươi tám lần thôn vệ để chủ thể từ cấu tạo càng hơn tất cả phần thân cũng tạo thành phần thân càng không có khả năng ảnh hưởng chủ thể nghiêm trọng hơn chính là lý dần mưu toàn thôn vệ chủ thể thì phải muốn thôn vệ hỗn loạn linh văn của chủ thể cùng thôn vệ hai mươi tám cái linh văn của chủ thể khó khăn như vậy có thể gọi là trái với trời nếu như ta có thể thôn vệ đế tử khẳng định là thầy xương đổi thịt muốn có được thay đổi như thế cũng nhất định sẽ không dễ dàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng xin mời đan hoàng lại để cho ta thứ một lần nữa lý dần không chịu từ bỏ không chỉ là muốn tranh khẩu khí cho mình càng quan trọng hơn là tình huống thương huyền bây giờ mặc dù thương huyền đã có rất nhiều thần ma nhưng đối với sư phụ mà nói thứ hắn thật sự cần vẫn là siêu thần hắn không cần làm một trong đông đảo thần ma hắn muốn làm mạnh hơn thần mà có thể đội lên phía trước nhất kia Đàn hoàng trầm ngấp một lát nhìn về phía Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị đều là hư hóa nhìn không ra bộ dáng, nhưng dáng vẻ hai tay chấp sau lưng, biểu hiện ra sự do dự của hắn. Sư phụ, đàn hoàng các ngươi cũng có biện pháp gì? Lý dần chú ý tới bầu không khí thay đổi vi diệu. Vẫn là người nói đi. Đàn hoàng nhìn sang Khương Nghị. Người là sư phụ hắn không thể Đều khiến lão gia hòa ta đây ra mặt. Ai... Khương Nghị thở dài lắc đầu mà nói. Từ lúc bắt đầu chúng ta đã đoán qua khả năng ngươi phản vệ chủ thể rất nhỏ. Nếu như không muốn lãng phí, chiến khu của đế tử chỉ có thể thay cái mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ gì? Ta nói rõ trước, ta nói chỉ là khả năng không phải thật sự muốn buộc người làm thế. Sư phụ ngài nói đi. Người dùng nhập đế tử. Hả? Lý dần giật mình. Nghịch hướng dung hợp độ khó tự nhiên rất lớn nhưng chính hướng dung hợp hẳn không có vấn đề. Hắn đã chết, hắn chỉ là không có linh hồn. Ý của ngài là Lý dần đột nhiên tỉnh ngộ Đế tử không có linh hồn thể Chỉ còn thể xác người là chia ra từ nơi đó Hẳn là có thể gửi vào ở trong đó Sau đó khống chế cùng dung hợp thân thể mới Sau đó người lại khống chế chiến khu đế tử Thôn vệ thân thể của ngươi nếu như có thể thành công, người không chỉ có thể lấy thần phận đế tử tồn tại, còn có thể bằng vào dung hợp thần khu mới trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cương Nghị nói xong cũng lắc đầu, đề nghị như vậy kỳ thật có khả thi rất mạnh, nhưng từ trên luân lý mà nói có vẻ hơi hoang đường. Di chuyển linh hồn thôn vệ minh Đó còn là lý dân sao Có thể nói là phải cũng có thể nói là không Nếu như lý dân chỉ là người cô đơn Khả năng còn không có cái gì Nhưng hắn đã thành thân Còn có hai tứ Đề nghị lần này của Khương Nghị không chỉ có tương đương Để lý dân khó chịu còn mạo phạm hứa đàn Đây cũng là ý kiến hay Làm sao ta lại không nghĩ tới Hai mắt lý dân tỏa sáng nhìn trăm chằm Chiến khu đế tử ánh mắt như lửa nóng Người cứ chờ một lát Khương Nghị tranh thủ thời gian dừng lại hỏi Người nghe không hiểu ý ta Ta là để cho linh hồn của người Gửi vào bên trong đế tử rồi thôn phệ mình Ta hiểu được Người nguyện ý làm điều này sao Ta nguyện ý Trong này, trong này cái gì Nhưng nếu sao như người dung hợp Thì người có còn là người nữa không Thân thể chỉ là vật chứa Linh hồn mới là bản ngã Lại nói, mỗi lần ta thi triển thoát sinh thuật Không phải cũng là giữ lại linh hồn Đoàn tụ chiến khu mới sao bây giờ rút linh hồn ra khống chế chiến khu mới có gì không được à... khờ nghị xứng sờ đối mặt cùng đan hoàng đứa nhỏ này thoải mái như vậy thật ư đan hoàng hốc mồm vậy mà lại không có thể nói sư phụ ngài có lo lắng gì lý dần hỏi lại khờ nghị ta ư khờ nghị cũng do dự đáp trong này dính đến vấn đề luân lý ta lo lắng người chịu không được cũng lo lắng hứa đàn sẽ có ý kiến có cái gì chịu không được thân thể này Hiến hành dung hợp cùng thân thể đế tử và thân thể đế tử dung hợp cùng thân thể này của ta có gì khác nhau? Đều là dung hợp, cuối cùng đều là quy về một thể. Liền giống với một viên đan dược dung hợp cùng một viên đan dược khác cuối cùng đều biến thành đan dược mới. Ai dung hợp với ai có gì không giống nhau sao? Nói thì nói như thế nhưng cũng không phải như vậy. Sư phụ, ngài không cần lo, ta không quan tâm đến những điều này đâu. Không không không, người có thể không quan tâm, nhưng người không thể không cần nhắc đến hứa đan. Hứa đan không có vấn đề, Hứa đàn là hứa đàn, ngươi là ngươi. Ngươi không thể nào tùy tiện thay người yêu của ngươi làm quyết định. người nên tự mình đi trưng cầu ý kiến của nàng đây là tôn trọng. Ngài chờ một lát, Lý Dần quay đầu rời khỏi xí thiền đại điện. Đơn giản như vậy ư? Ừ. Đan Hoàng cũng khương nghị hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ trước đó còn xoán suýt thật lâu trên vấn đề này. Nếu như Lý Dần không dung hợp được đế tử, bọn hắn thật hy vọng Lý Dần có thể vào chú đế tử dung hợp phần thân. Nhưng cân nhắc đến vấn đề luân lý từ đầu đến cuối bọn hắn vẫn rất do dự không nghĩ tới lý dần thống khoái đồng ý như vậy đan hoàng vui mừng mà cười nếu như linh hồn lý dần có thể khống chế đế tử lại dung hợp mình cái tiềm lực kia nửa ngày sau lý dần trở về thể hiện mang theo xấu hổ không đồng ý sao không sao cả khương nghị tranh thủ thời gian chấn an chia tay lý dần cố gắng tươi cười cái gì khương nghị cùng đan hoàng đều ngây ngẩn cả người Chuyện này cũng là sớm hay muộn từ sau khi trạng thái tinh thần của nàng khôi phục đã không có loại cảm giác như trước kia đối với ta. Lúc ấy ta đang bận tu luyện cùng chiến đấu cũng thực sự không có thời gian làm bạn cùng với nàng. Kỳ thật quan hệ của chúng ta cũng đã sớm phai nhạt rồi. Trước đó ta chấp nhất mang hài tử về chính là muốn cho nàng một cái đền bù. Bây giờ hài tử đã trở về trong nội tâm nàng đã cố ký thác mới. Đối với ta không có hận ý nhưng cũng không có tình cảm. Lý dần nhún nhún vai trong lòng buồn vô cớ nhưng vẫn thoải mái cười nói. Lúc ta vừa mới hỏi thăm nàng chỉ nói câu Chuyện của ta chính ta làm chủ Đàn hoàng nhíu mày Sau đó ngươi liền nói chia tay hơn dỗi sao Không phải hơn dỗi Chỉ là những ngày này khi ta chiếu cố hai tử Đã thảo luận qua cùng với nàng Lý dần rất không nỡ rời xa hứa đan Cũng rất áy náy với hứa đan Nhưng bây giờ hắn có một chuyện quan trọng hơn phải làm Chính là ngành chiến đế quân Ngành chiến người giết trời mà sư phụ đã nói Nếu như hắn muốn lựa chọn dùng hợp đế tử Nhất định phải toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc tu luyện tương lai cũng nhất định sẽ đội lên phía trước nhất chiến tử, cơ hồ đã là số mệnh của hắn hắn đều phải chết sớm chia tay miễn khiến cho hứa đàn thường tâm trong tương lai nếu như hắn có thể chiến tử tại trận đại quyết chiến cuối cùng cũng coi như là công thần của sĩ thiên giới cùng thương huyền đám người may mắn còn sống sót khẳng định sẽ chiếu cố mẫu tử các chàng thật tốt như vậy không có gì đáng tiếc khương nghị cùng đan hoàng trầm mặc thật lâu vậy mà không biết chấn an như thế nào lý dần cố gắng tươi cười nói với khương nghị ta không sao tới khương nghị mở rộng hai tay ôm lấy lý dần hắn chỉ lo thúc giục lý dần tu luyện chưa từng thực sự quan tâm tới cuộc sống của lý dần mà lý dần cũng chưa bao giờ có lời oán giận có thể nói là từ khi theo khương nghị đến nay ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện duy trì có sân bãi ngục hành kia có đoạn tình cảm thuộc về mình sư phụ ta bồi ngài lên đăng thiên kiều ta bồi ngài nghênh chiến người giết trời lý dần ôm khương nghị kiên định tỏ thái độ đồ đệ tốt khương nghị không nói thêm gì nhưng trong lòng âm thầm thề nhất định phải cam đoan lý dần sống sót sau khi không có lo lắng bọn hắn đã bắt đầu chính thức thi hành kế hoạch điên cuồng này khương nghị mời khương diễm đang bế quan tới trọn vẹn dùng 5 ngày dọn dẹp hồn khí lưu lại bên trong chiến khu đế tử đảm bảo tuyệt đối không được xảy ra sai lầm không để bất cứ tai họa ngầm gì sau đó khương diễm trợ giúp chuyển rời linh hồn lý dần đến trong thân thể đế tử bảo vệ dung hợp toàn bộ hành trình Khương Nghị cùng Đan Hoàng đều khẩn trương hầu ở hai bên, nhắc nhở Khương Diễm cẩn thận quan sát. Xuất hiện bất kỳ vấn đề nào cũng đều phải rút linh hồn lý dần đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Một trận dung hợp linh hồn kéo dài đến 8 ngày 8 đêm, không chỉ có Khương Nghị khẩn trương cao độ, bọn người chú thanh thọ nhận được tin tức đều tấp nập đến thăm. Rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ 9, đế tử chậm rãi mở hai mắt, Còn mắt chuyển động nổi lên sáng rực. Khương Nghị cùng Đan Hoàng toàn bộ nhìn về phía Khương Diễm. Bây giờ hắn là ai? Khương Diễm đè đầu đế tử lại những mày định thần cẩn thận dò xét, lặp đi lặp lại dò xét. Khương Nghị cùng đan hoàng khẩn trương chờ đợi. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng đây trung quy vẫn là đế tử là đế quân tương lai mà đế tộc hết sức toàn lực bồi dưỡng mấy chục năm. Bên trong cũng là có khả năng ẩn giấu một ít năng lượng bọn hắn không biết. Nếu như Lý Dần không có đế tử sống, vậy thực sự là chuyện cười cho thiên hạ. Khương Diễm cũng không dám chủ quan vô cùng cẩn thận kiểm tra cuối cùng thể hiện nghiêm trọng của khương diễm dần dần nhẹ nhõm là lý dần hẳn là không sai sư phụ đan hoàng diêm bá là ta đế tử mở miệng thành âm rất giống đế tử nhưng thần thái ngữ khí lại là lý dần không sai cảm giác thế nào khương nghị thở phào miễn cưỡng có thể khống chế thân thể nhưng linh văn không dễ khống chế từ từ sẽ được thôi bây giờ ta dung hợp thân thể của ta hay là chờ một chút không đồn nóng trước tiền hãy thích ứng được khương nghị cùng đan hoàng làm bạn và khương diễm hiệp trợ Lý Dần dùng trọn vẹn 3 ngày mới miễn cưỡng khống chế được thân thể mới. Sau đó Lý Dần bắt đầu dùng hợp quan trọng nhất. Linh hồn mình khống chế thân thể hoàn toàn mới dùng hợp thân thể mình quá trình phức tạp và chậm chạp. Dùng hợp như này không chỉ có liên quan đến thân thể còn có thuộc về linh văn của Lý Dần, thể chất thậm chí là đồ đăng. Bọn người khương nghị khẩn trương cao độ sợ xảy ra vấn đề gì sẽ thất bại trong gàng tức. Cũng may Lý Dần biểu hiện rất không tệ mấy lần nguy cơ đột nhiên đều ngạnh kháng đi qua, rốt cục cũng tại dài đến 10 ngày cố gắng hoàn thành sùng hợp chiều sâu thân thể cường hãn hoàn toàn mới linh văn cùng đặc biệt bất hủ đồ đằng cũng kích phát tiềm lực đặc biệt chiến khu của đế tử cái quá trình phức tạp này nói cho cùng chính là đế tử nuốt lý dần nhưng đế tử không còn là đế tử đã từng mà là lý dần hoàn toàn mới lý dần hoàn toàn mới thực lực hoàn toàn mới khương nghị đi đến ngoài điện điều chỉnh tiêu điểm nói cho bọn người chủ thành thọ đang gấp rút chờ đợi Lý Dần không sao Đan Hoàng và Khương Diễm sẽ đích thân trông coi tất cả mọi người tàn đi. Mặc dù Lý Dần nắm đế tử trong tay nhưng muốn quen thuộc bộ thân thể kia, quen thuộc hỗn loạn đế văn, quen thuộc tất cả năng lượng thần bí sau khi dung hợp còn cần bế quan chiều sâu. Quá trình này sợ rằng sẽ càng ngày càng dài. Chủ thành thọ sốt ruột nói. Lý Dần thật sự khống chế được bộ thân thể kia rồi hắn có hy vọng nhìn trộm bán đế sao? Cương Nghị nói. Chiến khu của đế tử là đế quần tự mình dạy dỗ tiềm lực cực lớn, nhìn trộm bán đế cầu là chắc chắn bây giờ lại dung hợp linh văn hoàn toàn mới của lý dân đạt được bất hủ đồ đằng nhìn trộm bán đế càng không có vấn đề mọi người hãy đợi đến tin tức tốt của hắn sau này hắn sẽ là linh văn gì có lẽ còn là hỗn loạn đó là một trong những áo nghĩa cấp cao nhất thế gian linh văn khác hẳn là không ảnh hưởng được tới nó nhưng dung hợp những linh văn kia đều cần tồn tại chân thực ảo diệu trong này cần lý dần phải tự mình khai phát ra mới được Bây giờ Khương Nghị đối với tương lai của Lý Dần Tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, chiến khu của đế tử vốn là hỗn loạn đế mạch cùng thiền mệnh thần thạch dung hợp, lại dung hợp linh văn phức tạp tiềm lực khẳng định lớn hơn. Bọn người tiêu phượng ngô nghe thấy thì đều đau đầu rất không hiểu. Nhưng ngẫm lại đó là hỗn loạn linh văn, hỗn loạn cũng là bình thường, cũng chỉ có hỗn loạn có thể khống chế hỗn loạn. Hỗn loạn đế mạch, thiền mệnh thần mạch, 28 thánh mạch cộng thêm bất tử điều thần mạch, 10 vạn dặm sơn hà cũng là bất hủ đồ đằng đây là quái vật gì vậy Hàn ngạo lắc đầu trành lệch đã là triệt để kéo ra Nếu là sừng đế chỉ sợ đều có thể vật tay cùng thiên hậu Hương nghị phất tay Được rồi nên làm cái gì đó đi thôi Lý dần vẫn là lý dần khác biệt duy nhất là mạnh hơn Các người cứ cho là như vậy là được rồi Vậy chúng ta đi để lý dần từ từ bế, bế quan Đừng lo lắng chuyện bên ngoài Hai từ chúng ta sẽ thay hắn chiếu cố Chu Thanh Thọ phất phất tay phóng khoáng rời đi Chiếu cố hai từ của hắn Dựa vào cái gì ta rất nhàn sao Lại nói tuổi hai tiểu hài nhi không lớn Tính tình lại thật không nhỏ Không có tôn trọng bọn thúc bá chúng ta đây chút nào Ta nhìn qua đều muốn đập hắn Tiểu phượng ngồi trận trừng mắt gặp có hài tử kia Thực sự là ngưu bức Tiểu hài nhi mà đều muốn ăn đòn Đánh mấy trận sẽ trùng thực Khương Bần lãnh đạm nói Theo ta tiểu hài nhi phải có người sợ sệt khi còn bé Để lại ám ảnh trưởng thành cũng sợ Hàn ngạo đồng ý với cách nhìn của Khương Bần ai à, đi đi đi, xác lập uy tín đi Tiểu Phượng Ngô tỉnh táo tinh thần để na yêu nhà ngươi đại hứa đan ra, ra tay độc ác. Chu Thanh Thọ nhanh chân phóng tới. Tài họa tiểu nhi tử kia của Lý Dân. Ê, à, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Khương Bần tức giận, khước ngự nhìn bọn hắn rời khỏi cười khổ mà lắc đầu. Nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Chủ ý này giống như không tệ. Đối với tiểu hài nhi mà nói biện pháp xác định, uy tín trực tiếp nhất chính là đánh hùng hăng mà đánh. Mình có thể thử một chút trên thân hài tử Khương Thương kia hay không? Một trận phụ tử từ hiếu Nói không chừng có thể thân cận Hai từ càng là phản nghịch càng là sùng bái thực lực Tình cảm phụ tử gì cũng sánh không nổi thực lực để hắn tín phục Khương Nghị như có điều suy nghĩ mà nhẹ gật đầu Khương Nghị tuyên ngôn chiến tranh của các đế quân ngầm đồng ý Mang đến cho toàn bộ thế giới an bình đã lâu Nhưng bất luận là cường tộc các phương hay là dân chúng bình thường Đều chú ý tới hoặc là chờ đợi cuộc chiến đăng thiên kiều Ba năm rưỡi nói ngắn cũng không ngắn Nói dài thật cũng không dài Nhất là đối với các đế quân có tuổi thọ dài rằng giặc mà nói Ba năm giống như mấy tháng chẳng mấy chốc sẽ trôi qua Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người Đăng Thiên Kiều thật có thể sẽ trở thành điểm truyền kỳ huy hoàng cuối cùng của Khương Nghị Bao gồm cường giả thần mà hắn dùng mấy chục năm trình chiến bồi dưỡng ra được Tất cả chiến tranh trước đó Khương Nghị còn có thể bằng vào chiến thuật cùng mưu lược chiến thắng Nhưng bây giờ Đăng Thiên Kiều không chỉ phải trực diện với thiền kiếp còn phải trực diện với đế quân Thật giống như trình chiến trong một rừng đàn sói rút cuộc đi ra khỏi cây núi rừng già bại lộ trong hoàng dã nghênh đón bọn hắn chính là hùng sư cùng vô số mãnh thú quần dã đói khát khó nhịn rất nhiều người vì khương nghị mà tiếc hận hai đời tung hoành quát tháo phòng vân rung động toàn bộ thời đại để lại vô số truyền kỳ nhưng cuối cùng vẫn phải ngã tại cuối đường cũng có rất nhiều người đề nghị đường giải quyết duy nhất là khương nghị đạt thành hòa giải cùng các đế quân nhưng khương nghị công khai tuyên chiến rõ ràng là đã phá hoại con đường này thiên khai chiến trường một lần nữa trở thành tiêu điểm của thế giới thời đại này cũng sẽ nhận ảnh hưởng trực tiếp từ kết quả trận chiến tranh kia phát sinh kịch biến khó mà dự liệu. Bởi vì các đế quân không chỉ muốn giải quyết triệt để Khương Nghị ở nơi đó, càng phải ở nơi đó quyết định ai là người đầu tiên tiến vào thương huyền. Bởi vì bọn người Khương Nghị liều chết phản kích chắc chắn sẽ trọng thương một vị đế quân. Bởi vì đế quân nào đó nhất định trở thành vật hy sinh tại thiên khải, mà đại lục sau lưng của hắn lúc nào cũng có thể bị đế tộc khác xâm lấn cho nên nói chiến tranh thiên khải kết thúc không chỉ có thể khương nghị chết thảm thương huyền đổi chủ còn có tai nạn ở đại lục khác khương nghị không để ý đến phòng vân biến cố ở phía ngoài hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc tụ luyện giai đoạn hư hóa cuối cùng này vô cùng khó khăn không chỉ cần phải có thời gian lắng động cũng cần không ngừng thăng hoa cũng may xác thực hắn trường khống đỉnh cấp bí mật rất nhiều từ trụ tước truyền thừa còn có mai táng diệt truyền thừa của vĩnh hằng truyền thừa cả có bất diệt thân thể cùng phong thần đài Hồng Hoàng Thiền Long thôn Thiên Ma Hoàng còn có Thiền Hậu đều đang bế quan chiều sâu. Bình thường mà nói sau khi sơ khuy bán đế tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm, nhưng bọn hắn đều có ỷ vào đặc thù có thể tăng tốc độ lên cực nhanh. Hồng Hoàng Thiền Long dĩ nhiên chính là Hồng Mông Thiên Bia, có thể dùng Hồng Mông tôi thể kéo dài kích phát tiềm lực tổ mạch, biến đổi chiều sâu đạt tới đại đạo long quỳ. Cũng có thể sinh ra liên hệ cùng hệ thống thế giới mang theo năng lượng thần bí tăng thực lực lên. Thôn thiên ma hoàng thì trực tiếp luyện ma giới hoàng đồ 99 cái đầu lầu ma hoàng bên trong Rộng lượng ma huyết cùng ma khí không có tận cùng Tương đương với tài nguyên ma tộc 20 năm cực hạn Toàn bộ nuốt luyện để mà kích phát đế mạch dẫn phát biến đổi chiều sâu Vì để trưởng thành càng nhanh thậm chí hắn còn dự định dùng cửu hoàng hắc ma bia Nếu mà bắt buộc hắn cũng muốn thôn vệ món siêu cấp ma binh kia Vũ khí gì cũng không sánh nổi mình cường đại Mặc dù thiền hậu không có vũ khí đặc thù như thế nhưng loại linh văn đặc thù xưa này chưa từng có này của nàng cũng có được ưu thế đặc thù đó chính là các khế ước thú nàng không chỉ có thể thông qua bọn chúng tù luyện tăng lên thực lực cũng có thể thông qua khế ước thú trưởng thành thôi động nàng trưởng thành cho nên mục tiêu nàng muốn mê điệp huyết sư tổ lăng ngoài bảy đại tổ thú toàn bộ biến thành thần thú một khi khế ước thú thành công nàng cũng sẽ thành công nhưng cho dù là như thế này quá trình cũng cần phải có một thời gian cũng may thời điểm khương nghị nhắc đến tuyên chiến rất khéo từ lúc bắt đầu tuyên chiến là khoảng tháng 3 đến ước định đăng lâm thiên khải là khoảng tháng 1 năm 26. Thật muốn nói đến không sai biệt lắm 4 năm, nhưng cẩn thận tính toán cũng đúng là hơn 3 năm. Người nói với các đế quân sau 4 năm nữa khai chiến, các đế quân sợ rằng cảm giác thời gian rất dài, đêm dài lắm mộng chưa hẳn thật có thể tiếp nhận cũng sẽ lại động tâm. Nhưng người nói 3 năm sau tái chiến, các đế quân sẽ cảm giác thời gian còn có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cũng trực tiếp bế quan chờ đợi tuyên chiến cuối cùng, cho nên thời gian thật sự cho bọn người Khương Nghị bế quan Kỳ thật dài đến hơn 3 năm rưỡi Ngoài ra tất cả thần tôn đều cố gắng bế quan Lợi dụng uy lực đồ đằng kích ra tiềm lực thần cách Khởi xướng trùng kích tới thần linh đỉnh phong Tất cả thánh hoàng cũng đều cố gắng Muốn bước lên cảnh giới thần linh Để có thể làm bạn với Khương Nghị nghênh chiến đế quân Khương Nghị mở ra thồng thiên tháp toàn bộ đại sơn thượng cổ cùng thái tổ sơn bên trong tầng thứ ba đều giao cho tần vị ương Tất cả thủy linh bên trong tầng thứ tư đều giao cho Dương Biện cho bọn hắn cơ hội tiếp tục tăng lên. Đầu tháng 7 đại vương bế quan Triều sâu rốt cuộc cũng đột phá hàng rào bước vào cảnh giới thần linh, trở thành vị thần linh thứ hai, 17 của sĩ thiên giới. Rốt cuộc sĩ thiên giới cũng đã có được huyền vũ thần thú danh sừng phòng ngự tuyệt đối. Mà lực phòng ngữ của huyền vũ mạnh bao nhiêu đối với tất cả mọi người trải qua cuộc chiến mình Tôn Sơn mà nói đều là biết rõ rành rành. Cường bần hàn ngạo bị kích thích mạnh nhất cùng đều là chủ nhân của hỗn thiên linh bảo ba vị khác đều đã đột phá bọn hắn lại không đột phá thực sự rất là mất mặt ngắn ngủi ba ngày vạn độc huyết long ngủ say cũng đã thức tỉnh biến đổi cực hạn đột phá cực hạn siêu cấp độc lòng cực đoàn nhất trong lịch sử long tộc bây giờ tái thế tại sĩ thiên giới năng lượng khủng bố ăn mòn vạn vật độc hại chúng sinh đại sĩ thiên giới đều tiếp nhận áp lực thực lớn ép khương nghị không thể không thả nó về thương huyền đại lục chọn đến khu vực đất hoàng vạn dặm tại trung vực giao tiếp cùng đồng bộ không có cách nào khác thứ này quá kinh khủng không gian và thời gian tự nhiên cũng sinh tử Đều như là mất đi hiệu lực tại xung quanh nó Nó như hỗn loạn pháp tắc muốn rời khỏi hệ thống thế giới Thậm chí bọn người khương nghị hoài nghi ra hòa này có thể trực diện đối kháng với kẻ thống trị tuyệt đối của Long Tộc Tử Kim Cự Long Hơn nữa còn sẽ không rơi vào thế hạ phong Cuối tháng 10 dựa theo thái dương đồ đằng cúng huyết mạch Kim Ô Tạc điều đột phá hàng rào kiêu ngạo bước lên cảnh giới thần linh Trọn vẹn hai tháng yên lặng cuối tháng 12 kỷ nguyên năm 22 thiên hậu được khế ước khích lệ cùng huyết mạch kích phát. Côn bằng hoàn toàn đột phá, cũng lột xác thành siêu cấp thần thú. Tại thời khắc năm 22 sắp kết thúc tổng số thần linh tại sĩ thiên giới, cũng đạt tới số lượng 30 kinh người, đạt tới tổng số 2 phần 3 thần linh trên toàn thế giới thời kỳ hòa bình. Thời gian đi đến năm 23, những hài tử mới sinh tại Thái Sơ Đại Lục kéo thành đàn đến Thương Huyền, cũng có một bộ phận đến từ Bắc Thái Đại Lục và hài vực và mới sinh về tới Thương Huyền. Số lượng hài nhi bên trong sĩ thiên giới dần dần đạt đến con số chưa từng có 600 ngàn. Số lượng này còn hơn những gì Khương Nghị mong muốn ban đầu. Mặt thấy nhiều thuộc cấp như vậy trở về Khương Nghị và bọn người thiên hậu đều kích động không thôi. To rõ tiếng hài nhi khóc thật lớn cũng thành thanh âm vang dội tuyệt vời nhất tại sĩ thiên giới. Khi Khương Nghị đứng tại vách núi, vùng tay hô to hoan nghênh trở về cái âm thanh oa ngô đều nhịp kia đã đáng yêu lại phấn chấn. Nhưng số lượng mấy chục vạn hài nhì cũng mang đến vấn đề khó giải quyết, đám yêu thú gánh không được. Mặc dù có rất nhiều mẫu thần đi theo hài tử đến đây nhưng số lượng có hạn. Không đến 5 vạn người làm sao có thể thỏa mãn 600 ngàn hài tử, huống chi bọn nhỏ cũng không ăn, mặc cho những mẫu thần kia khó chịu hài tử sống chết cũng không há mồm. Cứ như vậy toàn bộ gánh nặng đều đặt ở trên thần mẫu thú trong xí thiên giới, Thời điểm vừa mới bắt đầu bọn người tu la còn rất kháng cự nhưng bọn hắn không chịu nổi cái đói. Thân thể bọn hắn non nớt thịt không thể ăn thuốc không thể uống sữa thú liền thành lựa chọn duy nhất. Theo tu la ra lệnh một tiếng mấy trăm ngàn hài nhi tập thể uống sữa thú. Đám yêu thú là khổ không thể tả. Bọn tiểu gia hòa này nhìn thì rất nhỏ nhưng bởi vì mang theo ý thức đó là tương đương dữ dội. Tay chân uịch uịch bò loạn đầy khắp núi đồi đuổi theo những yêu thú. Tìm sữa uống bắt được thú liền hung tợn cuồng hút dọa đến thú đực đều ẩn núp bốn chỗ sợ mình bị hút lầm mẫu thú thể đều tránh không có ra nhiều bởi vì số lượng tiểu oa à nhi quá nhiều mà kệ trốn ở đầu đều có thể bị kéo ra chỉ sau chốc lát toàn thần đã treo đầy hai tử mấu chốt là bọn chúng còn không thể phản kháng ngay cả khổng tước yêu tộc kim hống địa long kỳ lân và các loại yêu tộc cao quý đều không thể may mắn thoát khỏi cái khó không phải bọn chúng không chỗ tránh mà là vị thần tần vị ương này mỗi ngày xác định thời gian vị trí khiêng thùng tới muốn sữa thực sự là không tiện từ chối trọn vẹn hơn nửa năm toàn bộ sĩ thiên giới đều vang vọng tiếng hài nhì kêu khóc cùng yêu thú kêu rên nhất là cảnh tượng sớm muộn mỗi ngày tu la ra lệnh một tiếng sáu trăm ngàn hài nhì giống như vui chơi nhào vào rừng rậm bao la hùng vĩ thành phong cảnh tịnh lệ nhất sĩ thiên giới cờ lăng huyền các nàng thấy lít nhà lít nhít hài tử mà đều nhếch miệng bọn hoài nhì này như lũi sói con cuối cùng đám yêu thú khổ không thể tả đều dứt khoát không giao hợp Lão nương ta không thụ thai không có sữa Người hút cái rắm Cường nghị chỉ có thể hạ lệnh Đi ra bên ngoài sưu tập mẫu thú Mà còn là tìm kiếm số lượng lớn Dù sao đó cũng là 600 ngàn không phải 60 Mà là vạn Số lượng sữa mỗi ngày thực sự là khó có thể tưởng tượng Cũng may thể chất của bọn người tù la vẫn được Quát lên điên cuồng hơn nửa năm Miễn cưỡng có thể ăn chút thứ khác Nguy cơ lương thực cuối cùng không có đại bạo phát Nếu không mấy trăm ngàn chiến hồn không đợi quật khởi đã chết đói trước tại xí thiên giới Khương Nghị không phải khóc chết mới là lạ. Tại năm 23 sao động lại bình tĩnh này, bọn người Khương Nghị ngành đón an bình đã lâu chưa từng có. Tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm cũng không cần lo lắng ứng đối chiến tranh. Cơ hội tất cả mọi người đều đầu nhập vào trong việc tu luyện. Bọn hắn lắng đọng kinh nghiệm chiến tranh tích lũy những năm gần đây. Bọn hắn dọn dẹp tai họa ngầm lưu lại để tiếp tục trưởng thành. Bọn hắn kích phát ra tiềm lực huyết mạch tìm hiểu đồ đằng ảo diệu truy tìm thăng hoa cực hạn bọn hắn ngẫu nhiên rời khỏi xí thiên giới đi ra ngoài đại lục luận bàn giao phong tối luyện kỹ năng tăng lên thực lực vào khoảng tháng năm hướng ván tình bằng vào thái âm đồ đằng thành công trùng kích cảnh giới thần linh khoảng tháng 6 rốt cục khương bần cũng đã đột phá lấy huyết mạch từ kim thiên long biến đổi thành thần cấp chiến thú khoảng tháng 9 dạ an nhiên tiếp tục bế quan rốt cuộc cũng tái tạo thế giới ngũ hành thuộc về mình cũng bước vào cảnh giới thần linh chờ mong đã lâu cũng tại tháng 9 này Kim ô đột phá hàng rào bước lên cảnh giới thần linh Đến tận đây khế ước thú của thiền hậu đã có bốn thần thú Ngoài rát đăng xa, huyền vũ, kim hống Đều tại thánh hoàng đại viên mãn tìm thời cơ đột phá Sau ba tháng vào cuối năm 23 Hàn ngạo đã không phụ kỳ vọng bằng vào đại long đào đột phá hàng rào Hóa thần phong bão hắc long Tấn cấp thần linh cảnh trở thành vị thần linh thứ 35 Tháng 1, sang năm chú thanh thọ hoàn thành đột phá hóa thần thành tinh hà thần tôn đến tận đây hỗn thiên linh bảo toàn bộ thần hóa bên trong xí thiên giới không ngừng truyền ra tin vui để tất cả mọi người phấn chấn cái này không chỉ là tăng lên thần linh mới càng quan trọng hơn là thời gian mới qua một nửa đến đầu tháng năm hai mươi bốn rất nhiều thánh vương trải qua thời gian dài bế quan lần lượt đột phá cảnh giới thánh hoàng cũng có chút thánh hoàng bước vào thánh hoàng đỉnh phong trong hơn hai năm trưởng thành này làm cho người ta mong đợi nhất vẫn là các thần ma Kiều vô hối không phụ cái danh hoàng tử dẫn đầu tăng lên tới thần linh đỉnh phong. Mặc dù thần hoàng huyết mạch vô vọng trùng kích đế cảnh nhưng có thể tới thần hoàng đỉnh phong, lại bằng vào thiên phạt kiếm cùng bất giết đồ đằng vẫn là cường giả đứng vị trí thứ năm bên trong sĩ thiên giới. Sau đó chính là Đông Hoàng Như Ảnh cũng tăng lên tới thần linh đỉnh phong. Tuy nói không võ trưởng thành cực chậm nhưng bằng vào nghiên cứu vạn cổ thiên thu cảm ngộ hư không đồ đằng mang tới, cùng linh trụ và đồ đằng chiến đồ, hồng hoàng chiến đồ khích lệ, nàng vẫn phát triển tới cảnh giới đát từng như cửu thiên thần tôn lại có ngu chính quyền tăng lời tới thần linh đỉnh phong trước bọn người khương diễm cái này là ngoài ý liệu cũng nằm trong dự liệu hỗn độn chiến khu có tiềm lực to lớn chỉ cần đạt được đầy đủ năng lượng hỗn độn thì có thể trưởng thành vô hạn bằng vào hỗn độn đồ đằng cùng năng lượng hỗn độn bên trong xí thiên giới tiếp tục kích phát thực lực tiếp tục tăng vọt cuối cùng là lý dần tại thời điểm xuất quan đầu năm 24 đã bước lên cảnh giới thần linh đỉnh phong dài đến một năm rưỡi dùng hợp để hắn triệt để nắm huyết mạch hỗn loạn trong tay cũng dùng hợp bất tử truyền thừa để tiềm lực cùng thực lực quán còn cao hơn đế từ ngay lúc đó lại bằng vào chín viên đế cốt thực lực quán tấn mãnh tiêu tiêu thằng mạnh hơn kiều vô hối Tiệc núi duy nhất là giới chủ kéo dài đột phá không ngừng cố gắng cuối cùng vẫn không thể hư hóa mặc dù còn không chịu từ bỏ vẫn đang tiếp tục tu luyện nhưng nhìn tình huống hẳn là rất khó thực hiện đột phá trước khi cuộc chiến đăng thiền kiều bộc phát Tháng 5 năm 24, Khương Nghị xuất quan hư hóa biến đổi đã đạt hơn 9 phần, khoảng cách hư hóa toàn diện chỉ còn nửa bước. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra tất cả mọi người bế quan hiểu rõ tình huống các nơi, thì lại mời thiên hậu Đông Hoàng Như Ảnh dạ an nhiên. Hướng vãn tình tịch nhàn cùng kiều hình đang lúc bế quan ra. Hắn muốn đi tình linh đế tộc nhìn hai từ nơi đó một chút giải quyết phiền phức ở nơi đó. Đương nhiên còn có nhiệm vụ quan trọng hơn chứng kiến cánh cửa hư không trở về tìm kiếm hư không đế thành lần tùy hành này còn có đan hoàng đông hoàng càn đông hoàng toại kiều vô hối lý dần cùng phụ tử tần vị ương các người đây là muốn làm gì thành đoàn đến tình linh đế tộc ăn cướp sao trước sinh mệnh thần điện thiên bảo thánh thụ kinh ngạc nhìn mấy đoàn người khương nghị đột nhiên giáng lâm thiền hậu lại phủ thềm áo choàng đầu cùng hai tay lộ ra ngoài cũng bắt đầu hư hóa cái này hiển nhiên biểu tượng mạnh hơn thần linh nhìn trộm bán đế những người vậy mà trừ thánh hoàng thì chính là thần linh đi đâu Khương Nghị cẩn thận cảm nhận được năng lượng bên trong sinh mệnh thần điện lưu động, tìm kiếm cái nguồn năng lượng thần bí kia. Ngài nhất định phải chấp nhất như thế sao? Thiên Bảo Thánh Thụ im lặng. Không cần thiết phải trốn, ta đã biết thân phận của ngươi. Khương Nghị nhìn quanh rừng rậm nhìn lên bầu trời thành âm vang dội. Thân phận ai ngài đang nói ai? Thiên Bảo Thánh Thụ rõ ràng vừa căng thẳng. Thời điểm ta thành giáo phòng đồ quỷ hoàng hắn đều nói tình huống của ngươi cho ta biết. Hắn do tử vong pháp tắc thai nghén người do sinh bệnh pháp tắc tạo nên không chỉ là người hắn còn giới thiệu tình huống của u linh đế quân cùng man hoàng đế tổ với ta khương nghị trực tiếp bán phong đô quỷ hoàng đi nói như vậy hẳn là càng có thể tin nói không chừng có thể bức nữ từ thần bí kia xuất hiện ngài là ma chướng sao nơi này thật không có thứ ngài muốn nếu ngài không thuận đi ít đồ không thoải mái vậy ngài mang ta đi đi thiên bảo thánh thụ là thật sự sốt sắng phong đô quỷ hoàng thế gian ai có thể biết thân phận của nàng thật đúng là chỉ có thể là chủ nhân phong đô khương nghị trực tiếp uy hiếp Lần này ta đi tinh linh đế tộc dự tính khoảng 2 tháng cho ta trở lại hoặc là người xuất hiện cùng ta gặp mặt thắng thắn nói chuyện một chút. Hoặc là ta chuyển thiên bảo thánh thụ cùng toàn bộ sinh mệnh thần điện đến xí thiên giới. Thiên bảo thánh thụ khẽ giật mình, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không đến mức làm thật đi chứ. Còn lại một năm rưỡi thường huyền lại phải biến thành chiến trường nếu như người thật có ý bảo vệ thường huyền cũng hẳn là nên cùng ta gặp mặt. Sau khi nói xong Khương Nghị lần nữa vẫn ngắm nhìn xung quanh không có phát hiện năng lượng ba động, liền dẫn bọn người thiên hậu đi đến tế đàn tiến về tình linh đế thành. Chỉ là năng lượng của bọn hắn quá mạnh tế đàn mở ra qua nửa giờ đế thành nơi đó mới tiếp nhận. Liền thông bên này. Cho đến khi bọn người khương nghị rời khỏi hồi lâu tế đàn không gian mới khôi phục bình tĩnh. Dây leo xen lẫn sâu trong thần điện mới phát ra một hư ảnh phiêu miểu thần bí. Thành âm thanh lãnh quanh quẩn tại cung điện. Phòng đồ quỷ hoàng người Việt biên giới tình linh đế thành tế đàn không gian đột nhiên xuyên suốt đánh thức các tình linh trấn thủ tòa tế đàn này là trực tiếp xuyên suốt đến sinh mệnh thần điện ở đông nam bộ thường huyền theo lý mà nói hẳn không có vấn đề gì nhưng trình độ rung chuyển của tế đàn quá khoa trương cường quang sôi trào như là cơn lốc quét sạch trời đất cuồng rãi nhấc lên mênh mông năng lượng xuyên thấu qua tế đàn khuấy động dãy núi các tinh linh đều kinh hãi thấp thỏm lo âu giống như có đế quân muốn từ bên trong đi ra các tinh linh cưỡng ép ngăn chặn tế đàn Chỉ cần nơi này không tiếp nhận xuyên suốt Con đường không gian sẽ không thành hình Cương giả nơi đó cũng sẽ không thể vượt qua không gian tới đây Sau khi khẩn cấp đi đế thành xin chỉ thị trước Thiền nghi nữ hoàng hồng võ chiến thần huyền vũ chiến thần Cùng đông đảo tinh linh và linh tộc Hơn 10 vị cương giả đích thân tới tế đàn Giao trách nhiệm mở ra hai nơi tế đàn xuyên suốt khương nghị mang theo bọn người thiên hậu vượt qua trăm vạn dặm vũ trụ giáng lầm đến tình linh đế thành chỉ là hai bên vừa gặp mặt rõ ràng đều run rẩy Thiền nghi bên này không nghĩ tới Khương Nghị lại mang theo người như vậy Lại còn là đông đảo nữ nhân Khương Nghị cũng không có nghĩ tới Thiền Nghị lại trực tiếp đứng ở bên ngoài tế đàn nghênh đón Phần thiền thần hoàng ngái đấy làm Ông võ chiến thần cũng không có cách nào Cái này là mang người nhà đến nhận thân sao Ta tính toán thời gian cánh cửa hư không cũng đã nên tới Ta đến xem Toàn thân Khương Nghị đều hư vô Nhìn không ra bộ dáng cũng không thấy sự lúng túng Chỉ là nhìn Đó là đương nhiên ta còn có thể cướp đi hay sao Có mà nói ta không phải thổ phí Khương nghị lắc đầu đây là lưu lại ấn tượng cho người ta từ lúc nào vậy Hồng võ chiến thần từ chối cho ý kiến tỉ mỉ quan sát các nữ tử sau lưng Khương Nghị trong lòng âm thầm than thở. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ đều không có mấy nữ thần tôn Khương Nghị ngược lại thì tốt rồi. Nữ tử cơ hồ tất cả đều là thần. Dạ an nhiên các nàng thì đều đánh giá thiền nghi nữ hoàng ở khoảng cách rất gần. Mặc dù mang mạng che mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại phong tình khác hẳn với nhân tộc. Tình linh là thần linh tự nhiên lộ ra tinh khiết cùng duy mỹ mà nhân tộc không có. Loại khí chất đặc biệt mê người này trên người thiền nghi nữ hoàng càng là đột xuất, như là sự vật xinh đẹp nhất, tinh khiết nhất, mỹ ngọc nhất trên thế gian. Dạ an nhiên cùng đông hoàng như ảnh đều sinh ra nghĩ phức tạp, cái này thật đúng là không thể nào toàn trách khương nghị. Nếu như các nàng là nam tử có người tuyệt lẽ như vậy chủ động tới gần cũng sẽ cầm giữ không nổi. Ánh mắt thiền nghi trong suốt sáng tỏ từ đầu đến cuối đều không có nhìn các nữ nhân của Khương Nghị chỉ là dừng trên người kiều vô hối một lát bất diệt thần hoàng dị tộc trong tộc thần hoàng tiềm lực bất diệt phát huy đến cực hạn tại số lượng niết bàn thậm chí mạnh hơn chủ tước là yêu thần cực kỳ khó chơi huyền khổ chiến thần thì tập trung vào lý dần hắn là linh thể trăm vạn dặm đại địa dãy núi thai ngén rõ ràng nhận ra uy lực trên người sơn hà của lý dần xin mời cường nghị thấy bọn hắn không ý tứ mời thì lại cho mình tự mời mình xin mời Diệu nhiên nữ hoàng có chút nghiêng người gật đầu mời Trong chủ điện đế thành Tình linh đế quân tự mình tiếp đoái một đoàn người khương nghị Mặc dù sớm đã nghe nói thiên hậu siêu thần Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất rung động Mặc dù còn không có chân chính tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm bước lên đế cảnh Nhưng từ tiềm lực hiện ra trước mắt đến xem thiên hậu đã thành công kích phát tiềm lực Một khi chân chính biến đổi liền mang ý nghĩa thời gian qua đi trăm vạn năm Nhân tộc đã ra đời đế mạch truyền thừa hoàn toàn mới Đủ để ghi vào sử sách còn có Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại vậy mà đều đã là thần linh không gian, không võ trưởng thành khó bao nhiêu thiên hạ đều biết thời kỳ hòa bình một tôn thần linh không gian đủ để chấn nhiếp thiên hạ. vậy mà bên cạnh Khương Nghị bây giờ tụ tập ba vĩ, tình linh đế quân đều không thể không rung động trước tầm mắt của cửu thiên thần tôn trận đánh cược liên quan tới không võ truyền thừa này hắn hẳn là bền thắng lớn nhất đại chiến sắp tới người còn có, có tâm tư đến chỗ của ta. Tình linh đế quần ngồi ngay ngắn ở chỗ cao cách ánh sáng mê muội bao quanh thân ảnh mông lung cũng ngăn cách đế uy. Cánh cửa không gian cũng đã sắp đến ta đặc biệt tới chứng kiến. Người ở chỗ này ta không nỡ trở về chờ tin tức. Ta thật chỉ là tới chứng kiến chúng ta sau này cũng là minh hữu làm sao ta có thể loạn đà chú ý minh hữu. Chỉ là đến xem phần thiên thần hoàng người biết ta sống bao nhiêu năm sao. 30.000 năm. Ngày ta sinh ra đã sừng đế. 30.000 năm nhiều năm. Ta sống 32.000 năm quan sát người trước sau hai đời Ta có thể không hiểu rõ người Người chứng kiến cánh cửa hư không là giả Mục đích thực sự là muốn tìm kiếm hư không đế thành Ta cảnh cáo người không thể đụng vào hư không đế thành Một khi gì cốt của hư không đế quân nhận kinh động Ấn ký nguyền rủa của các đế quân khác đều chịu ảnh hưởng Nếu như các người muốn nuốt luyện đế cốt Thì không có đế ngấn uy hiếp Đế quân khác có thể giết vào thường quyền bất cứ lúc nào Ta làm sao lại ngốc đến nỗi đi nuốt luyện gì cốt hư không đế quân Ta chỉ là muốn mời đế thành trở lại thương huyền Khương Nghị ngượng ngùng mà cười mục đích thực sự tới đây thật đúng là muốn kéo hư không đế thành về thương huyền Năm đó hư không đế thành bị trọng thương ở trong đó đã không có bảo vật Trùng quỳ vẫn là đế thành mặc dù lúc ấy bị thương Nhưng sau đó khẳng định là hư không đế quân đã tiến hành tu sửa tốt hơn Sau khi ta tiến công Bắc Thái đế thành mới biết được đế thành có liên hệ cùng hệ thống thế giới Tòa đế thành kia của hư không đế quân tồn tại vài vạn năm khẳng định cũng là như thế Ta sẽ không ngu xuẩn đến mức tự mình hủy đế ngấn Ta chỉ là muốn khống chế đế thành tọa trấn thường huyền Đợi cho tương lai các đế quân tập thể giết vào thường huyền Chỉ ít có thể có một nơi an toàn Kiếp trước thật sự là Khương Nghị chưa đi tấn công qua đế thành hạ giới Càng không biết tình huống thật ở nơi đó Cho đến sau khi chiến một trận tại Bắc Thái đế thành Hánh mét bắt đầu động tâm tư Sĩ thiền giới mặc dù rất mạnh cũng có thể di chuyển trong hư không Nhưng nếu thực sự là đế quân giáng lầm liền có thể tùy tiện tìm tới, có thể tiện tay gạt bỏ, nếu như kéo hư không đế thành về thì có thể chống cự kiềm chế cũng có thể chạy đến vũ trụ thầm uyên. Hiện giai đoạn còn có thể làm diễn võ trường thần ma. Huống chi nếu quả như hư không đế thành thật có liên hệ cùng hư không pháp tắc của thế giới, cũng nhất định có thể hiệp trợ Đông Hoàng Như Ảnh càng trưởng thành nhanh hơn. Bởi vì đồ đàng Đông Hoàng Như Ảnh lấy được là từ đàng thiền kiều, đó chính là hư không. Hết tập thứ 429.